không tạo được phước, cái giá trị mình mất dần trong cuộc sống này. Cái giá trị mình mất dần trong cuộc sống này nghĩa là gì? Mình xuất hiện trước mặt mọi người mà người ta không thấy. Mình thấy ta đứng đó, mình đứng trước mặt người ta cho ta nhìn, người ta cũng không thấy mình nữa, người ta quay qua ta nhìn chỗ khác. Vì mình không còn giá trị ở cuộc đời này, do phước mình hết. Còn cái người mà có giá trị trong cuộc đời này, mình kiếm góc mình ngồi, người ta cũng đi tìm mình. Mặc dù chưa góc ngồi, bởi vì mình có giá trị giữa cuộc đời. Và cái giá trị đó là do cái phước. Mà cái phước là do đâu? Do tinh thần trách nhiệm của mình ở quá khứ. Khi mình giúp được người này, giúp người kia, cái phước mình tăng lên, thành ra là cái giá trị mình tăng lên theo. Và bỗng nhiên mình hiện diện trước mặt mọi người. Mà ngay cả khi mình không đứng trước mặt người ta, ngay cả khi mình vắng mặt, ngay cả khi mình ở một phương trời khác, mình vẫn đang ở trước mặt người ta, mình vẫn đang ở trong lòng người ta. Còn cái người không có phước là đứng ngay trước mặt người ta, ta không gạt mình qua bên để người ta nhìn chỗ khác.